Chào tất cả mọi người nhé. Mấy anh em đang vào vườn quả chili ăn này. Chờ mua nó không ấy chứ. Mấy hôm nữa nó làm sao nó không có quả. No đây là thôi đúng không? Ngon lắm các bạn. Đây quả chili này. Ngon luôn. Vừa nhiều lắm. Ngon lắm các bạn. Ngon không? Nói chung. Ngon lắm. Ngon à? Ngon. Cho vào túi đi mang về nhà ăn này. Mua nhiều lắm quá. Mua chili chín này. To lắm này. Ăn no thì thôi nhá. Ăn lấy đi nha. Nhú về thôi. Tranh thủ đi. Tranh thủ lấy nhiều nhiều vào. Nó chẳng kia không biết lấy nhỉ. Chưa. Lúc nó cho vào ăn này. Lúc cho vào ăn này là tranh thủ chứ nhỉ. Sao chín như thế này mà chưa thu nhỉ? Cái này nó phải mang thang về thu chứ. Nhiều lắm các bạn. Đã chưa? Ngon lắm. Đi về rồi. Chưa kịp đấy đi về rồi. Mãi hình quá. Đây. Chín nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Ui dồi. Chào tất cả các bác nhá. Theo dõi clip sau của mình nhá, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn.